Kim Hằng và Giải Trí 24 giờ trở lại rồi đây. Số ra hôm nay ngày 29 tháng 3 sẽ là câu chuyện về những tài năng trẻ. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức một buổi hòa nhạc của các bạn sinh viên giỏi đang theo học tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, cùng xem những bạn trẻ thể hiện niềm đam mê hip hop tại Hà Nội và cùng gặp gỡ một gương mặt trẻ đầy tiềm năng của làng thời trang vào cuối chương trình. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng chào đón những ngày cuối tháng 3 thật trẻ trung và sôi động cùng với Giải Trí 24 giờ nhé. Những bước nhảy đẹp mắt, điêu luyện và tràn đầy cảm hứng là những gì Bigger Groovy vừa chia sẻ mới đây tại workshop dành riêng cho các bạn trẻ muốn tìm hiểu về bộ môn hip hop tại Hà Nội. Các bạn được hòa mình vào từng bước nhảy, chìm đắm trong những bản nhạc sôi động và tự mình trải nghiệm tinh thần của hip hop, điệu nhảy ngợi ca lạc quan và tình yêu cuộc sống. Bằng khả năng cảm thụ âm nhạc và trình diễn của những nghệ sĩ thực thụ, các bạn sinh viên trẻ tài năng đang theo học tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi đến khán giả một đêm hòa nhạc đầy cảm xúc tối qua. Đây là hoạt động đặc biệt nằm trong tuần lễ học thuật và biểu diễn kỷ niệm 60 năm thành lập Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Ca sĩ Mỹ Tâm vừa hé lộ những hình ảnh mới nhất trong MV sắp ra mắt Hãy Về Với Nhau. Họa mi tóc nâu xuất hiện đầy thước tha với những giai điệu nồng nàn nhưng không bi lụy mà đầy lạc quan và tươi mới. MV sẽ trình làng vào ngày 1 tháng 4 tới. Cả nhà ơi, mấy hôm nay các bạn có ghé thăm đường sách Nguyễn Văn Bình chưa? Chương trình tuần lễ áo dài đang được diễn ra sôi nổi ngay tại đường sách với rất là nhiều hoạt động như là trình diễn áo dài, triển lãm tư liệu quý và những quyển sách về cuộc đời của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Các bạn hãy đến thưởng thức nhé! À, mà các bạn ở Đà Nẵng thì tối nay cũng đừng quên đến xem đêm nhạc Sông Hàn Hộ Trùng Dương của ca sĩ Ánh Tuyết được diễn ra vào lúc 20 giờ ngay tại cảng Đà Nẵng các bạn nhé! Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh vừa mang đến buổi workshop miễn phí giới thiệu về hợp xướng với chủ đề Từ Thính Phòng ra Showbiz cho các bạn trẻ yêu âm nhạc tại Hà Nội. Workshop là một trải nghiệm hợp xướng đầy gần gũi và thiết thực với mong muốn đưa âm nhạc thính phòng đến gần hơn với khán giả. Cõi Vắng là tác phẩm âm nhạc tương tác độc đáo mang đến nhiều cảm xúc mới lạ với sự kết hợp ngẫu hứng nhạc cụ dân tộc và hát ả đào trên nền âm thanh nhạc điện tử và piano. Cùng với âm nhạc, khán giả còn được thưởng thức các tác phẩm hội họa, sắp đặt và đa phương tiện đang trưng bày từ nay đến 24 tháng 4 tại Trung tâm Nghệ thuật Heritage Space Trần Bình, Hà Nội. Những bức ảnh chân thực về thế giới của người tự kỷ vừa được nhiếp ảnh gia người Mỹ Debbie Reshold cứu lòng người mẹ có con tự kỷ trưng bày trong triển lãm Nhìn tại Bảo tàng Phụ nữ Hà Nội. Thông qua tác phẩm nghệ thuật, tác giả kỳ vọng cộng đồng sẽ có một cái nhìn chia sẻ và thấu hiểu hơn về chứng tự kỷ. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 9 tháng 4 tới. Khi tháng 3 trở thành tháng của áo dài thì những câu chuyện về những nhà thiết kế cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Đây là một tin vui không chỉ cho những nhà thiết kế áo dài mà còn của cả những bạn trẻ luôn nỗ lực theo đuổi niềm đam mê thời trang. Trong chuyên mục Cận cảnh ngày hôm nay thì Kim Hằng mời các bạn chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Nguyễn Hoàng Tú, một nhà thiết kế còn rất là trẻ nhưng đã tạo được dấu ấn bằng những bộ sưu tập chỉnh chu và đầy sáng tạo. Khi mà tốt nghiệp đại học mình cũng muốn đi làm công ty này kia thì cảm thấy môi trường công ty không có hợp, mình quyết định là thôi mình không hợp rồi, mình làm cái tìm cái con đường khác. Thì mình tham gia cái cuộc thi ở Việt Nam, thi thiết kế Việt Nam mà không có cuộc thi nào có duyên hết, thì mình mới quyết định là đây có cuộc thi nước ngoài thì thử coi thì sao. Là thí sinh Việt Nam duy nhất lọt vào top 12 cuộc thi thời trang châu Á 2014, Nguyễn Hoàng Tú đã nỗ lực không ngừng để liên tục cho ra những bộ sưu tập mới trong 3 năm qua. Tôi muốn làm tất cả nhưng mà tôi chưa làm được, chứ tôi không thích làm cái này mình làm được rồi mình làm nữa. Tôi thích một cái gì đó luôn mới mẻ. Đồ của mình càng làm bằng tay nhiều thì càng tốt, càng tinh tế thì càng tốt, càng tỉ mỉ thì càng tốt. Đó là cái tiêu chí mà tôi muốn làm cho bộ trang phục của tôi nó đặc biệt hơn. Tâm huyết mình muốn làm một cái gì đó để cho người ta cứ nhớ hoài về nó. Mình muốn bứt phá là mình phải học hỏi rất là nhiều, học thiết kế, phải học may, học rập, học cắt, mấy bạn phải học hết, các bạn phải biết hết, cho dù sau này bạn có không làm những công việc đó mình cũng truyền tải cho được thợ của mình để làm đúng theo ý của mình. Thì đó là cái cách mà Tú làm. Mình là một nhà thiết kế rất là còn trẻ, mình muốn đem tất cả những đam mê, nhiệt huyết, những cái kỹ năng của mình đó, mình cứ làm hết sức mình để mình không trước cái mắt là mình làm cho mình trước. Nếu mà gây được cảm hứng cho ai nữa thì tốt, để cho mọi người có thể hiểu là mình làm thiết kế là mỗi công việc mình làm hết tâm và nhiệt huyết thì chắc chắn một lúc nào đó mình cũng có thể thành công.
tài năng, đam mê và đầy thận trọng. Giải trí 24 giờ hy vọng sự nỗ lực của những nhà thiết kế trẻ đầy tiềm năng như Nguyễn Hoàng Tú sẽ tạo ra được một phong cách mới, một sinh khí mới cho làng thời trang đang dần phát triển tại Việt Nam. Các bạn ơi, từ nãy giờ thì đã hết 5 phút của giải trí 24 giờ rồi đấy, rất là nhanh đúng không nào? Và Kim Hằng hy vọng sẽ gặp lại các bạn vào chiều ngày mai trên khung giờ quen thuộc 17 giờ tại địa chỉ tv.tuitre.vn và tuitre.vn. Và các bạn nếu có thông tin muốn góp ý và cộng tác với chương trình thì vui lòng gửi thư qua địa chỉ giải trí 24 giờ avongtuitre.com.vn. Chương trình do báo Tuổi Trẻ và công ty Sen Vàng phối hợp thực hiện. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.